có một ngày anh ở tù, không cần ngày mai cuộc đời anh kể như xe sông thế lương. Anh chỉ cần em, chỉ cần đến thăm anh với gió đổ vui, đến thăm anh với tất cả tình yêu, đến nghe em, đến nghe em, anh chờ em suốt đêm dài. Còn nhớ ngày nào, nhớ ngày nào hai đứa mình rằng em mê chiếc xe tay ga, cũng tại vì em, tại vì em anh mới ra đi quay xế rồi nhập nhà. Ước mong sao anh lấy được em, có hay đâu số anh xui vô tàu rồi mộng ước tiêu tan. Rồi a, rồi ba tháng tạm giam mặt hình chi, lòng nhung nhớ thương em thật nhiều. Mẹ ơi, em đang ở đâu? Có nghe chăng? Có hay chăng? Hay là em đã lấy chồng? 18 lại tên tòa tuyên án anh trong một chiều, chiều hôm đó anh không gặp em, có nghe chăng, có hay chăng, chỉ hòa nó rước anh vô. Rồi có một ngày, có một ngày anh trốn tù, anh về tìm em, nào ngờ đâu rằng em đã bước sang em, lấy chồng giàu sang, chồng đẹp trai bỏ lại đây. Bao nhiêu mơ ước ngày xưa chót mua cay, anh đứng nhìn em nên đau thai vượt bên ai. Thôi thì em hãy quên anh. Rồi ba tháng tạm giam mà tình chi, lòng nhung nhớ thương em thật nhiều. Nè em ơi, em đang ở đâu? Có nghe chăng? Có hay chăng? Hay là em đã có chồng? 18 tháng tù anh lại tòa tuyên án anh trong một chiều, chiều hôm đó anh không gặp em, có nghe chăng, có hay chăng, chỉ hòa nó xúc anh vô. Rồi có một ngày, sẽ một ngày anh trốn giao sang cho
chồng đẹp trai bỏ lại đây, biết bao nhiêu mơ ước ngày xưa. Trong chùa cài anh đứng nhìn em lên đào thai bước mẹ này, hỏi thì anh hãy quên em. Anh đứng nhìn em đến đào thải bước bên này, hỏi thì anh hãy đi đi. Lấy chồng giàu sang chồng đẹp trai bỏ lại đây, biết bao nhiêu mơ ước ngày xưa. Trong chùa cây anh đứng nhìn em đến đào thải bước bên này, hỏi về anh hai.